ngày 10 tháng 4 năm 2024, Tiêu Chiến từ khách sạn khởi hành đến trường quay. Hôm nay Tiêu Chiến không có cảnh quay, anh tới để chụp poster quảng cáo cho phim truyền hình Tạng Hải. Bộ phim sẽ sớm hoàn thành việc quay phim vào khoảng giữa tháng 5. Đoàn phim đã quay được một khoảng thời gian dài. Gần đây Tạng Hải đại nhân đã quay tới cảnh bị nhốt vào nhà lao. Dáng vẻ hơi gầy của Tạng Hải do Tiêu Chiến hóa thân, rất hợp với hoàn cảnh nhân vật. Tiêu Chiến lại gầy đi rồi, nhưng anh ấy sẽ sớm ra mắt trên màn ảnh rộng. Vào ngày 10 tháng 4, bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu ra mắt tại hội nghị quảng bá phim hay nhất quốc gia năm 2024. Và người quảng bá cho biết, Quách Tĩnh do Tiêu Chiến thủ vai, đẹp trai, can đảm, chính trực và vô hạn. Phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu đã xuất hiện tại hội nghị quảng bá phim xuất sắc toàn quốc lần thứ 25. Sau khi nghe giới thiệu tại chỗ, mọi người đều rất mong chờ. Thế giới của Kim Dung một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh rộng và một thế giới võ thuật mới đã bắt đầu. Điều này nhận được sự mong đợi của rất nhiều người hâm mộ tác phẩm của nhà văn Kim Dung. Theo dữ liệu của Mao Yểng, số người muốn xem phim Anh Hùng Xạ Điêu đã lên tới 170.000. Bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Tiêu Chiến đã từng xuất hiện trên màn ảnh rộng 3 lần. Anh từng thủ vai nam chính trong phim điện ảnh Chu Tiên và 2 lần anh vào vai khách mời, một lần trong bộ phim điện ảnh Tố Nhân Đặc Công và một lần trong phim điện ảnh Truy Lùng Quái Yêu 2. Lần này Tiêu Chiến trở lại thị trường điện ảnh với phiên bản Quách Tĩnh, nhân vật nổi tiếng trên màn ảnh và trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Đã có rất nhiều ngôi sao hóa thân thành nhân vật Quách Tĩnh, bao gồm phiên bản Quách Tĩnh do diễn viên Bạch Bưu hóa thân. Bộ phim do CTB sản xuất năm 1976, sau đó Bạch Bưu tiếp tục đóng vai Quách Tĩnh trong phim Thần Điêu Đại Hiệp của TVB sản xuất năm 1995. Quách Tĩnh phiên bản năm 1983 do Huỳnh Nhật Hoa hóa thân, tác phẩm do TVB sản xuất. Quách Tĩnh phiên bản năm 1988 do Hoàng Văn Hào hóa thân, bộ phim do CTB và ATV phối hợp sản xuất. Quách Tĩnh phiên bản năm 1994 do Trương Chí Lâm hóa thân, bộ phim do TVB sản xuất. Quách Tĩnh phiên bản năm 2003 do Lý Á Bằng hóa thân, bộ phim do CCTV sản xuất. Quách Tĩnh phiên bản năm 2008 do Hồ Ca hóa thân, bộ phim do hãng ảnh Thị Thượng Hải, Trung Quốc sản xuất. Quách Tĩnh phiên bản năm 2017 do Dương Húc Văn hóa thân, bộ phim do công ty điện ảnh Hoa Sách và Hoàn Mỹ Ảnh Thị sản xuất. Tiêu Chiến sẽ phải hóa thân như thế nào để tạo ra dấu ấn riêng đặc biệt cho phiên bản Quách Tĩnh của mình? Chúng ta hãy cùng chờ màn trình diễn của anh ấy trên màn ảnh rộng vào mùa hè này nhé!